Xin chào tất cả các bạn nhé. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn về một cái vấn đề mà cũng rất hay gặp trong các cái hệ thống mà điều khiển công nghiệp. Đó thì đó chính là các cái vấn đề về các cái dạng tín hiệu trong các hệ thống điều khiển ở trong công nghiệp. Thì cái dạng tín hiệu đầu tiên mình muốn nhắc đến đó chính là cái dạng tín hiệu mà DO các bạn nhé. DO thì DO này này thì các bạn hiểu là DO ấy, thì nó giống như một cái công tắc như này. Nó giống như một cái công tắc. Thì đây là một cái nguồn điện chẳng hạn, và đây là một cái bóng đèn. Đó thì cái tín hiệu DO này đấy, cái tín hiệu DO chính là cái công tắc này, thì nó khi mà đóng vào đây thì nó có điện, và ngắt thì nó không có điện, thì tín hiệu DO nó cũng là như vậy các bạn, tức là nó là tín hiệu 01, tức là 1 và 0. Đó thì khi mà đóng thì là có là 1 và ngắt là 0. Đó thì đấy là tín hiệu DO các bạn nhé. Như DO này nó sử dụng ở trong các trường hợp nào thì nó hay sử dụng ở trong ví dụ như là khi bạn muốn chạy một cái động cơ trong công nghiệp, bạn muốn chạy một cái động cơ đúng không? Bạn muốn chạy một cái động cơ thì bạn cần một cái nguồn đưa đến, và nguồn này được điều khiển qua một con công tơ, con công tơ. Thì khi mà bạn muốn cho cái động cơ chạy thì bạn phải nhấn một cái nút thì nó chạy, thì đó chính là tín hiệu số. Và ở các cái thiết bị điều khiển thì nó sẽ có hai dạng. Một là khi mà cái bộ điều khiển này này nó được cấp một cái nguồn vào đây, thì bản thân trên cái con trên cái bộ điều khiển này nó sẽ đưa ra hai dây. Thì nó có hai cái dạng tiếp điểm, một là free contact tức là không có điện áp, thì bạn phải đưa một cái điện áp vào đây. Đó, ví dụ như đây điện áp 24V DC chẳng hạn. Bạn đưa một cái điện áp vào đây. Và đầu này bạn lấy ra để đưa vào cái con dơ le. Dơ le điều khiển cho công tơ. Dơ công tơ 24V cũng có các bạn nhé. Thì đưa vào đây, và cái chân này thì nó sẽ được lối xuống mát. Đó. Thì lúc này khi mà cái tiếp điểm này nó hở thì cái đầu này không có điện. Đó thì cái này khi nó đóng lại, tức là tín hiệu số đấy, nó đóng thành một, tức là đóng lại thì thằng này sẽ có điện. Đấy, đóng motor chạy, và khi nó ngắt thì là không, thì thằng này sẽ dừng chạy. Đó là cái dạng tín hiệu số thứ nhất. Cái tín hiệu số thứ hai là ngay bản thân thằng này này nó đưa ra hai dây, thì trong đó có một dây này dây com. Đấy là thấy nó lối xuống mát rồi, nó được lối xuống mát rồi. Đó thì cái chân thứ hai này nó đưa thẳng ra một cái điện áp, ví dụ nó đưa thẳng ra đây không cần qua nguồn nhé, bản thân nó xuất ra một cái nguồn 24V ví dụ như thế, hoặc là 220 đóng cho con này, thì đây là dạng mà tín hiệu có điện các bạn nhé. Nó cũng là gọi là tín hiệu số nhưng nó có điện. Trong công nghiệp nó hay sử dụng rất nhiều hai cái loại này. Đó thì đấy là cái tín hiệu thứ nhất nhé. Cái tín hiệu thứ hai mà mình muốn nói đến đây là tín hiệu thứ hai này, đó chính là DI. Thì bản thân các cái thiết bị mà điều khiển này nó DI ấy, thì thông thường là nó hay có các chân vào DI như này, các cái POC hay là các cái tín hiệu DDC, các cái bộ Direct Control Digital Direct Control DDC ấy. Thì cứ cái chân này có điện áp thì nó hiểu đây là tín hiệu, đã có tín hiệu, tức là có thể là đây là 24 hoặc là 220 đó. Thì một số hãng nó làm 220 luôn, một số thì nó làm 24 đấy, và có thể là làm 10V đó. Thì tùy các cái hãng nó thiết kế. Thì khi mà cái chân này có điện thì nó hiểu là chân này đang tác động, tức là nó có tín hiệu vào, chân này cũng thế. Thì với mỗi cái chân này thì nó đều có cái chức năng đưa ra từ bên dơ le chẳng hạn. Thì ví dụ như là cái bơm này, cái động cơ này nó chạy, cái con công tơ này nó đóng, thì nó sẽ lấy một cái cặp tiếp điểm. Đấy, nó đưa một cái điện áp vào đây.
và nó lấy chính từ con này ra đây và qua một cái con conductor ấy, thì cái conductor nó có một cái tiếp điểm mà nó đưa về đây. Và khi nó đưa về như vậy ấy, thì thằng này nó hiểu là con conductor đang đóng, và nó hay sử dụng trong một cái trường hợp khác, đó chính là tín hiệu báo chip. Thì trên các cái conductor này thì hầu như là nó sẽ lắp một con overload vào đây. Nó sẽ lắp một con overload. Đấy, overload. Thì khi mà con này nó bị quá nhiệt, cái động cơ này nó chạy mà có vấn đề gì đó, nó bị quá nhiệt đúng không ạ? Thì ngay lập tức nó sẽ có một cái cặp tiếp điểm nó đưa về. Ví dụ như nó đưa về một cái chân nào đó của cái thằng bộ điều khiển này, thì nó hiểu là đang chip. Đấy, thì để mà đưa được về đây thì nó phải lấy một cái chân điện áp ra đó, điện áp ra từ thằng này hoặc từ thằng lưới chẳng hạn, từ 220 hoặc từ thằng này, nó đưa qua cái tiếp điểm này, nó đưa về đây, thì đó là tín hiệu DI các bạn nhé. Đấy, thì là đấy là hai cái dòng tín hiệu mà rất phổ biến mà hay dùng. Và một cái loại tín hiệu thứ ba mà mình muốn nhắc đến ở đây, đó chính là dạng tín hiệu mà A. Thì A thì nó có hai dạng tín hiệu, đó là AI và AO. Đó, AO. Thì A này chính là analog các bạn nhé. Nó chính là analog output. Đó, thì đây là viết tắt của từ tiếng Anh thôi. Còn AI thì là analog input. Đó. Thì cái tín hiệu AO này nó sử dụng như thế nào? Đó, thì đơn giản như là tín hiệu số thì các bạn chỉ có 0 và 1 đúng không ạ? 1 và 0 để mà đóng và ngắt. Bạn đóng thì nó chạy, mà bạn ngắt thì nó dừng. Đó, thì tín hiệu AO thì nó là dạng tín hiệu từ 0, ví dụ như là đến một cái mức nào đó, đến một cái ngưỡng nào đó, ví dụ như là 10 chẳng hạn, 10V. Thì cái tín hiệu nó sẽ xuất ra là ví dụ 0.1, 0.01, 0.02 cho đến 0.1, đến 0.2, 0. cho đến 10. Ví dụ là đây là tín hiệu 0 đến 10V. Thì cái tín hiệu này nó biến thiên. Đấy. Và cái dạng tín hiệu AO này thì nó lại có hai cái loại nhá. AO nó có hai loại, thì loại thứ nhất đó chính là loại mà điện áp, sử dụng điện áp thì nó có hai cái chuẩn. 0 cho đến 10V và 2 đến 10V. Đó là cái dạng thứ nhất, là dạng mà điện áp. Dạng thứ hai đó chính là 0 đến 20 mA và 4 đến 20 mA. Thì đây là dạng thứ hai, là dạng dòng. Dòng như là nó có hai mức, một là 4 đến 20 và 0 đến 20. Thế thì cái 2 với cái 4 này là nó để cho những cái loại tín hiệu mà có thể là nó có những cái dòng nhiễu hay là điện áp nhiễu, điện áp cảm ứng ấy, để mà cái mức nhỏ thì nó sẽ hiểu đấy là chưa xuất tín hiệu điều khiển. Đấy. Thế còn cái loại mà không này này thì nó dùng cho các cái đường dây mà nó chuẩn, nó không bị nhiễu, thì nó hay dùng các cái không này. Nhận đấy, thì nó có bốn cái loại analog như này. AI nó cũng thế và AO nó cũng thế. Thì đơn giản là AO là thằng xuất ra thì phải có thằng AI để nhận. AI nhận về. Đó. Thì cái tín hiệu này nó hay sử dụng trong các trường hợp như thế nào? Thì nó hay sử dụng trong các trường hợp như là ví dụ như là mở các cái van chẳng hạn. Thì trong các cái ADU người ta hay có cái trường hợp là mở các cái van mà người ta set được phần trăm ấy, thì cái van nó sẽ mở từ 0 cho đến 100%. 100%. Thì tương ứng với lại cái tín hiệu mà nó nhận được ấy, là từ 0 đến 10V. Ví dụ như thế, hoặc là 0 đến 20 mA. Thì đây là những cái mà rất phổ biến các bạn nhé. Thì mình chỉ nói cái phổ biến thôi. Thì khi mà nó nhận được tín hiệu là 0V đúng không ạ? Thì nó sẽ đóng cái van này lại. Đó. Thì cái van này đóng lại, và khi nó nhận được 10V nó mở 100%. Vậy 5V thì đương nhiên rồi, nó sẽ mở 50%. Đối với 5V, đấy là cái dạng tín hiệu mà AO nhé. Thì cái thằng van đó nó chính là cái thằng nhận về cái AI, tức là nó thằng có cái tiếp điểm là AI. Đấy. Còn cái thằng AO chính là cái thằng mà xuất ra để điều khiển cho nó.
Hay là khi bạn điều khiển một cái động cơ thì qua một con biến tần đó, một con động cơ qua một con biến tần đó, thì qua một con biến tần thì qua một con inverter nhá, thì cái inverter này nó sẽ có tác dụng là điều khiển cái tần số, thì nó có thể điều khiển từ 0 đến khoảng 650 Hz cơ, nhưng mà mình ví dụ là nó điều khiển từ 0 cho đến 50 Hz, 50 Hz đó, Hz để cho cái động cơ này chạy từ tần số min đến cái tần số mà hoạt động. Thế thì để mà điều khiển cho cái động cơ này thì nó cần có các cái nó có cần có một cái bộ điều khiển DDC chẳng hạn, Digital Direct Control, thì cái bộ điều khiển này ví dụ nó sẽ lấy cái tín hiệu về là RT chẳng hạn, PT đi, là tín hiệu nhiệt độ phòng đúng không ạ? Nó so sánh với cả cái set, cái T set này, cái nhiệt độ set và nhiệt độ phòng, thì nó đưa ra cái so sánh, ví dụ như nhiệt độ set mà lớn hơn cái nhiệt độ phòng chẳng hạn, thì lúc này ấy, là nó sẽ giảm cái tần số xuống, thì thằng này nó sẽ xuất ra đây một cái tín hiệu là ví dụ như từ 0 đến 10V nhỉ, 10V. Thì ví dụ như hai cái nhiệt độ lại bằng nhau rồi thì chúng ta muốn nó chạy cái mức min, thì đương nhiên là nó cái dòng là nó xuất về không, thì thằng này nó hiểu là tức là đây là chính là cái AO nhá, AO thì nó xuất ra 0 đến 10V, thì thằng này nó sẽ hiểu là ví dụ 0V thì nó sẽ hiểu là thằng này đủ nhiệt rồi, nó sẽ giảm cái tần số xuống cái mức min, tức là mức min của biến tần. Và khi mà cái nhiệt độ phòng này nó cao hơn nhiệt độ set lệch 2-3 độ chẳng hạn, thì nó sẽ đưa ra cái tín hiệu đây là 10V, và càng sát hai cái này càng sát nhau thì nó càng điều chỉnh giảm cái 10V này xuống, thì thằng này nó sẽ giảm cái tần số của động cơ xuống. Thì đó là các cái dạng tín hiệu mà nó hay dùng và dùng rất nhiều các bạn nhé. Thì các bạn sẽ gặp rất nhiều các tín hiệu này. Thứ nhất là DO, DI, AO, AI. Đó là cái dạng tín hiệu mà rất là phổ biến. Đó, thì qua một vài chia sẻ nhanh như vậy, hy vọng các bạn cũng có được một số những cái kiến thức và các cái dạng tín hiệu trong điều phổ biến, các cái dạng tín hiệu phổ biến trong công nghiệp cũng như là trong điều khiển các hệ thống như là HVAC rồi MEA. Đó, thì cảm ơn các bạn đã theo dõi video nhé.